Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay trước mặt chúng ta đây có một chiếc xe đến từ thương hiệu Kia, một chiếc xe đã từng đoạt cái giải thiết kế ấn tượng nhất năm khi mà vừa ra mắt này, cũng như là một cái mẫu xe nó lột xác hoàn toàn về cả ngoại thất lẫn nội thất lẫn động cơ. Thì đây trước mặt quý anh chị và các bạn là một chiếc Kia Sorento thế hệ mới, sản xuất là 2022, hiện đang lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, và giá đang được chào bán tại Car Center bây giờ cực kỳ hợp lý cho quý anh chị và các bạn trải nghiệm luôn nhé. 869 triệu đồng phiên bản Luxury, máy dầu động cơ thế hệ mới 2.2 Smart Stream Diesel. Đây, và chúng ta hãy cùng ngắm qua một chút tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này. Form dáng thiết kế mới nhìn cực kỳ là bắt mắt luôn, xe để hơi chật một chút nên là chúng ta hãy xem tạm quý anh chị và các bạn nhé. Mọi chi tiết nhựa theo xe, lốp theo xe vẫn còn rất là mới, bộ lốp Continental với cả bộ mâm 18 inch. Mâm thì chúng ta có thể để ý là phiên bản Luxury cũng như là phiên bản Signature nó sẽ có một cái sự khác biệt. Đấy, về form dáng thì như nhau, nhưng mà về option thì chiếc Luxury này chúng ta có thể nhận biết ngay từ cái phần mâm nhé. Form dáng nhìn rất là hiện đại và trẻ trung năng động luôn. Dòng chữ Sorento chạy dài ở đuôi cốp. Cốp chúng ta sẽ mở ở phần dưới chữ E quý anh chị và các bạn nhé. Cốp điện này. Xe là nhiều chỗ ni lông tem mác là vẫn còn nguyên, chưa bóc ni lông cốp là còn nguyên này. Chủ xe cũng đã lót sàn, dán kính, nói chung là trang bị đầy đủ hết rồi. Lên màn hình và lên camera 60. Đấy. Luxury thì đời này chúng ta chưa có camera 60 quý anh chị và các bạn nhé. Phiên bản của chiếc xe này là phiên bản 7 ghế. Đấy, nếu mà phiên bản premium trở lên thì chúng ta sẽ có tùy chọn 6 ghế và có lối đi ở giữa. Hàng ghế thứ, nói chung là đây là một chiếc xe nó rộng thuộc top phân khúc rồi, nên là cái hàng ghế thứ 3 khi mà không dùng đến này nó cho chúng ta một cái khoảng không gian cốp vô cùng là rộng luôn. Còn nếu mà khi chúng ta sử dụng đến hàng ghế thứ 3 thì chúng ta lại có 3 hàng ghế ngồi rất là thoải mái và rộng rãi ở trong phân khúc. Giá bây giờ thì đấy, chỉ hơn 800 thì thật sự là ít có mẫu xe nào mà có thể cạnh tranh được về giá với chiếc Kia Sorento này. Xe cực kỳ mới luôn. À quên, chiếc xe này là Kia Sorento Model 22, nhưng mà sản xuất cuối 21 quý anh chị và các bạn nhé. Đấy, quên mất, chứ còn 22 thì giá sẽ nhỉnh chính hơn một chút. Đấy, còn bây giờ thì model sản xuất 21, model 22 thì chỉ có 865 thôi. Chúng ta có rèm che nắng cho hàng ghế sau này, chúng ta có nội thất ghi nhìn tương đối là sạch và hiện đại. Đấy, nhiều chỗ đây, ni lông từ lúc giao xe vẫn còn nguyên chưa bóc, chắc là chủ xe cũng không muốn bóc để cho cái phần ốp nhựa bóng nó được giữ nguyên bản cũng như là sạch sẽ ít xước nhất có thể. Đấy, một chiếc xe loại 7 ghế như chiếc Sorento này thì nó sẽ tối ưu được cái không gian hành khách, thì có thể cho chúng ta ngồi được tối đa là 7 người quý chị và các bạn nhé. Phiên bản 6 ghế thì chỉ có bây giờ gọi là phiên bản 7 ghế đấy, thì chỉ ngồi được khoảng độ 1, 2, 3, 4, 7 người. Thì chiếc xe này là ngồi có thể được tối đa là được 8 người quý anh chị và các bạn nhé. Gương kính chỉnh điện tự động, đèn đóm gạt mưa cũng tự động, vô lăng tích hợp ga tự động, đạp thoại rẻ tay, tăng giảm âm lượng, màn hình nguyên bản có xe. Đấy, thì chủ xe là độ thêm cái camera 360 thôi. Đấy, độ thêm vào màn tích hợp luôn. Ghế chỉnh điện hết quý anh chị và các bạn nhé. Nội thất nhìn rất là hiện đại và trẻ trung năng động luôn. Và chi tiết rất là đẹp.
vào đây. Cụm động cơ 2.2 cua, cabo, những cái chi tiết ốc máy, mọi thứ vẫn còn nguyên bản theo xe. Cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra tại Car Center, không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, chưa qua đại tu sửa chữa lớn. Đấy, cũng như là hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa có thể được cho chiếc Kia Sorento sản xuất 2021 này là 70% trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Một lần nữa em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.